Đây là những cái clip đi phượt, mình quay lại cái hành trình đi xe máy của mình qua những cái cung đường, qua những cái tuyến đường mà mình đã đi qua. Mình quay lại và up lên kênh YouTube Ồ Ngon Thật với mong muốn là đem lại nhiều thông tin hơn cho những cái du khách, cho những cái bạn mà muốn đi phượt qua những cái cung đường, qua những cái vùng đất xa lạ. Đi phượt thì đa phần là đi trên những cái cung đường, qua những cái clip quay thực tế như thế này và qua những cái góc máy flycam á, thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm nhiều cái thông tin hơn, có thêm nhiều hơn về những cái hình ảnh thực tế mà mình đã đi đến. Tuy rằng có thể là không có những cái đích đến, không có những cái thắng cảnh, nhưng qua những cái góc máy như thế nào á, mình nghĩ rằng á, phần nào đó giúp cho các bạn có cái động lực để mà đi trên những cái tuyến đường mới và đẹp như thế này. Ở trong cái tập trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn cái tuyến quốc lộ 19C. Sau đó là mình quay cảnh ở đèo Khánh Lê. Nhưng mà trước khi mà lên đèo Khánh Lê thì tụi mình đi qua quốc lộ 26 rồi đi xuống Ninh Hòa. Các bạn biết rồi, Ninh Hòa là cái vùng đất thuộc tỉnh Khánh Hòa, giáp ranh với Đắk Lắk rồi giáp ranh với Ninh Thuận. Nên ở đây là đồi núi cao rất là nhiều, có nhiều sông suối, nên bà con ở đây có những cái cây cầu treo khá là đẹp. Mà mình nói thật nha, cái cảm giác đi qua những cái cây cầu này khá là hồi hộp. Mà nếu mà bạn nào mà yếu tay lái hoặc là những bạn nữ chắc chắn là không dám chạy qua luôn. Đây, qua cái clip bạn thấy cây cầu không? Khá là hẹp, chỉ một người đi được thôi. Và qua những cái cây cầu này nó khá là trên vên, nó lỏng lẻo, đi thì cảm giác rất là hồi hộp, nhưng mà phải nói thật sự rất là thích. Cái tuyến đường quốc lộ 26, đây là một trong những cái tuyến đường cực kỳ quan trọng từ trước đến nay luôn. Và bây giờ đã được nhà nước cải tạo và sửa chữa làm thành một cái tuyến đường quốc lộ rất là đẹp rồi. Đây là cái tuyến quốc lộ nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Mà điểm đầu tiên ở dưới này là ngay trung tâm thị xã Ninh Hòa, sau đó là đi lên đèo Phượng Hoàng để mà đi về thành phố Buôn Mê Thuột. Tuyến quốc lộ 26 này có chiều dài là 151 km, và mình nghĩ rằng là đây là một trong những cái tuyến đường mà đi qua những cái ngọn đồi núi khá là đẹp, không thua kém gì cái tuyến quốc lộ 19C mà đợt trước mình đã up cho các bạn xem qua cái góc máy flycam. Các bạn thấy không, những cái cung đường ở đây uốn lượn quanh co, qua những cái ngọn đồi, qua những cái sườn núi như thế này. Và những cái sườn núi ở đây khá là thấp, khá là thấp. Flycam của mình đang bay ở độ cao là 150 m, và cao hơn những cái ngọn đồi sườn núi ở đây. Những cái cung đường ở đây uốn lượn quanh co hình chữ S, và những cái vòng cung khá là đẹp luôn các bạn. Khi mà đi xe máy ở dưới mình không có thấy được toàn cảnh cái cung đường. Khi mà bay flycam như thế này mình mới thấy được toàn cảnh cái cung đường quốc lộ 26 này khá là đẹp luôn. Hai bên là những cái ngọn đồi núi và chính giữa là một cái con đường uốn lượn quanh co rất là đẹp. Rất là nhiều cái lưu lượng xe tham gia qua cái cung đường này, tại vì đây là cái trục đường chính để mà đi từ thị xã Ninh Hòa rồi thành phố Nha Trang đi về thành phố Buôn Mê Thuột, cũng như là ở trên Tây Nguyên. Mà các cái du khách hạ xuống Nha Trang đi từ Buôn Mê Thuột thì đi hoàn toàn bằng cái cung đường này. Đường này có một cái cung đường đèo khá là nguy hiểm, đó là đèo Phượng Hoàng. Một lát nữa mình sẽ đi xe máy qua đây. Địa phận này vẫn đang là thuộc địa phận của Đắk Lắk, và mình đứng lại bay flycam vì cảnh ở đây quá là đẹp luôn. Thật sự mà nói, nếu mà bạn nào đi lên Buôn Mê Thuột mà từ Buôn Mê Thuột đi xuống Ninh Hòa, đi xuống Nha Trang thì nên đi cái cung đường này thử một lần thôi. Rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Đường ngày nay mình thấy làm lại đi khá là bằng phẳng luôn, rất là đẹp. Nên các bạn hãy thử lái xe máy đi qua đây một lần ha, và chụp cho mình thật là nhiều tấm hình để mà lưu lại làm kỷ niệm. Để mà đi từ thành phố Buôn Mê Thuột
xuống Ninh Hòa hoặc là đi về thành phố Nha Trang thì đâu đó tầm khoảng 4 tiếng đồng hồ. Vì cái chiều dài của đoạn đường là 151 km, nhưng mà chúng ta phải đi qua đèo Phượng Hòn. Thì đèo Phượng Hòn ngày xưa nó có những cái khúc cua rất là gắt và đi qua những cái ngọn đồi núi, đường hẹp rất là khó đi, nên ngày xưa là những cái xe khách, xe ô tô hoặc là xe máy đi vượt qua đây rất là chậm, đi rất là chậm. Ở cái hành trình này thì tụi mình sau khi mà đi hết cái tuyến quốc lộ 19C, sau đó là đến địa phận của tỉnh Đắk Lắk, rồi đi lên đường Trường Sơn Đông, rồi đi ra quốc lộ 26, thì tụi mình quyết định đi xuống Ninh Hòa theo cái tuyến đường quốc lộ 26. Ngày hôm nay mình đi thì thời tiết cũng có lúc mưa nên là khá là mát mẻ, mặc dù mưa không có lớn. Nếu mà mưa lớn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái chuyến đi của tụi mình, nhưng mà mưa lay bay khá là nhỏ thôi, trời bầu trời khá là mát mẻ. Và cái tuyến đường này á, mình tham khảo thì được biết vài năm nay nhà nước đã cho làm lại cái tuyến đường này rồi, khá là rộng luôn, chạy vi vu khá là tuyệt vời. Đây là cái lúc mà tụi mình bắt đầu vào cái địa phận của đèo Phượng Hòn. Đây là một trong những cái cung đường đèo khá là nguy hiểm mà nhiều năm trước mình thấy những cái bạn phượt đi ở đây rất là nhiều và cho những cái clip cũng như là những cái ảnh khá là đẹp luôn. Mình chưa có dịp đi, đây là lần đầu tiên mình đi qua cái cung đường đèo Phượng Hòn và mình thấy rằng đường đẹp và đèo có những cái khúc cua khá là gắt, xe chạy qua đây rất là chậm. Đèo Phượng Hòn là một trong những cái cung đường đèo mà khi mà các bạn đi từ Buôn Ma Thuột xuống Ninh Hòa hoặc là đi từ Ninh Hòa lên thành phố Buôn Ma Thuột phải đi qua cái cung đường này. Cung đường đèo này dài 12 km giáp ranh giữa hai xã Ea Trang, huyện Mờ Đà Rắc, tỉnh Đắk Lắk với xã Ninh Tây của Ninh Hòa, Khánh Hòa. Phải nói thật sự là cái cung đường đèo này rất là ngắn thôi, nhưng mà có những cái khúc cua rất là gắt nên rất là khó đi. Tại vì những cái khúc cua gắt như thế thì nó sẽ hạn chế cái tầm nhìn. Và mình thấy rằng là cái lượng mà xe khách, xe ô tô cũng như là xe tải, xe container đi qua đây khá là nhiều luôn, rất là nhiều các bạn. Tại vì đây là cái tuyến đường chính nên cái lượng xe qua đây rất là nhiều, nên là đi qua đây các bạn phải lưu ý đi cẩn thận và đi chậm. Ở cái cung đường đèo này thì mình thấy cũng có những cái gương cầu lòi để mà nó tăng thêm cái tầm nhìn cho các bạn. Các bạn sẽ thấy được những cái góc khuất để mà đi xe được an toàn hơn. Cung đường đèo Phượng Hòn nằm cách thị xã Ninh Hòa khoảng 35 km. Trước đây thì cái cung đường đèo này khá là nguy hiểm luôn. Nó có từ thời Mỹ Ngụy cơ. Ngày xưa từ cái thời mà chiến tranh thì đây là cái tuyến đường chính mà nối liền với trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột đi về các cái tỉnh miền Trung. Đây là cái tuyến đường chính và ngày xưa khá là hẹp luôn. Lần này mình đi lại thì đường xá đã làm khá là rộng rãi nên cũng khá là dễ đi. Đường khá là đẹp, khá là tuyệt vời luôn. Hy vọng qua cái clip này thì mình giới thiệu cho các bạn một cái cung đường quốc lộ 26 cũng như là đèo Phượng Hòn khá là đẹp. Nếu mà có thời gian, nếu mà có dịp thì mình khuyên các bạn nên đi cái cung đường này. Và mình vẫn còn rất là nhiều những cái clip đi phượt qua những cái cung đường mới lạ. Rất là mong các bạn thích kênh của mình và đón xem những clip của mình nha.